tao tranh hôn cái nào. Đôi môi đại ca tao toàn cơm với cá thôi. Thế bây giờ mày có làm không? Tôi em không làm được đâu. Bánh gì này? Này. Sao? Đi ngồi em nào. Cái gì đấy? Mày ra ngân hàng. Rút hết số tiền trong đây ra. Chuyển cho công ty nào đi. Đây là tiền vốn nhập khẩu hàng hóa đấy. Làm việc ấy, tác phong nhanh nhẹn lên. Mày nghe chưa? Bị trời. Anh giao việc cho em mà đúng rồi đấy. Tí thì sao? Bắt buộc phải sau trong ngày hôm nay. Dịch bệnh quay lại rồi đấy. Cố mà làm đi. Hồng này. Bán nhà mà trả nợ. Anh cứ phải lo. Em ra ngoài một tí là xong thôi. Anh cứ lo việc của anh đi. Mà sao không chuyển khoản cho nhanh? Bên công ty ở đây, họ đang cần tiền mặt hơn. Với lại là họ sợ ngân hàng giao dịch chậm trễ. Thì bố cái bọn làm ăn chắc cốt kiểu này ấy, đố ai ăn của nó một đồng nhà. Bọn nào? Nói năng ấy cho cẩn thận vào. Đi. Lợi mòn. Thôi, ông anh làm việc đi, em đi nhá. Đi nhanh đấy. Quá. Từ từ. Lên xe. Vũ tiên sư, con nhà mình chắc chắn thế nhở? Ok. Nhanh. Anh bảo, đi vào đây anh bảo, đi vào anh bảo. Cái thằng này, nhẹ nhàng thôi. Chào em. Chào. Anh đứng đây từ chiều. Nhưng mà anh chưa thấy ai xinh như em. Đúng rồi. Mình đi chơi với nhau một tí nhỉ? Em nhỉ? Không phải ngại đâu. Thôi nào, đứng lại. Cái thằng này. Em cứ yên tâm. Anh là good boy mà. À, xe anh này. Mình ngồi lên xe mình đi đong đưa một tí nhỉ? Anh cho em đi một vòng Hồ Tây nhá. Đại ca tao đầy tiền. Nào, cứ bình tĩnh nào. Em cứ nghe anh. Em theo anh á, không thiếu một cái gì đâu. Đây, anh show cho em xem luôn này. Này, ví giày cộm. Đấy, em muốn gì cũng được. Nhá. Nào. Nhá, im lặng là đồng ý đúng không? Ý, tải lại. Anh để em, cầm cho. Nào, cho anh hôn cái nào. Đôi môi đại ca tao toàn cơm với cá thôi. Chưa được hôn má ai bao giờ. Thằng này tránh ra để tự tao. Đại ca. Sao nó cứ... Đại ca, pha dừng. Anh ơi. Có gì sai sai sót cái gì tránh ra để không tao đang làm anh đừng cậy con này nó câm hay sao ấy nè mày bị câm à em ơi bỏ mẹ rồi ôi anh ơi cái gì quá không tốt anh ạ con này gái nhà lành nhưng mà nó lành quá anh ạ không ổn đâu sao vừa bước ra khỏi nhà gặp con câm này đẹp lắm mày ơi rồi mày biến đi tốn thời gian tao biến anh ui giời đẹp thế nhỉ. Thôi anh, muộn rồi, đi. Nhưng mà nhìn nó ngon nhở? Thôi đi rồi, tốn thời gian vãi mày sồn sồn đấy nhở? Muộn rồi, nhanh lên, em còn có việc nữa. Ngon thật. Rồi, thôi biết rồi, đi. Sao nhỉ? Bình tĩnh nhở? Cô ơi! Đánh tôi đôi giày với. Đây. Xong rồi ạ. Tôi gửi tiền cô. Ơ,
Cô ơi, cô có thể cho tôi xem cái ví trong làng của cô được không? Cái ví này tôi thấy rất giống em của em trai tôi. Cô này. Cô. Bây giờ như này nhá. Tôi có 500 nghìn đây, với một cái điện thoại. Cô cầm lấy đi, coi như là làm tin. Nếu mà tôi xem cái ví này không phải là của em trai tôi thì cô trả lại tôi. Còn nếu mà đúng ấy thì tôi đưa cô 500 nghìn, coi như là tiền cô nhặt được cái ví, được không? Đây, cô cầm lấy đi. Tôi cảm ơn nhé. Cô ngồi xuống đây đi. Cô uống gì không? Em ơi, cho anh một cốc nước cam nhá. Cô này, cái ví này á là ví của em trai tôi. Bây giờ tôi muốn hỏi cô là vì sao cái ví này ở trong tay cô? Cô nói được không ạ? Tôi xin lỗi nhá, nãy giờ tôi vô ý quá. Cô có viết được không? Thế tốt quá. Bây giờ cô viết vào đây cho chúng tôi nhá. Đây, cô viết vào đây đi. Cô viết giúp tôi là cô là ai, cô nhận được cái ví này ở đâu và lúc nào nhá. Em nói thật anh, quá đỉnh luôn cái con đấy. Sự bình thường mày làm như chồng nó hay. Em đây. Mày làm xong việc chưa? Ở đây. Chuẩn bị ra ngân hàng. Này, tắc đường quá. Em ra em chuyển luôn đây. Thế à? Thế nhanh lên. Về tao có chuyện với mày. Ok. Sao đây anh? Ông anh tao. Bỏ mẹ rồi. Ví tao đâu rồi? Mày đưa cho tao chưa? Em đưa rồi. Mày đưa thấy ví đâu rồi? Ví đâu đó kìa. Ví của anh kia biết làm sao được. Em gọi điện hỏi nó nhá. Mày đùa bố mày đấy à? Hả? Không. Em đùa. Tôi là mất thật à? Tao đang nghiêm túc. Tao có bao giờ đùa mày không? Không anh. Em bảo. Em nói anh nhá. Chắc chắn là cái vừa nãy ấy, khi mà mình đùa với con lợn con kia kìa, thế là có khi là nó rơi ra xong rồi nó nhìn thấy nhá, nó cầm nó thủ tiêu cái ví luôn rồi cũng nên anh ạ. Nó cay mình mà. Mẹ con chó lợn này. Chắc chắn là nó rồi. Chắc là nó cay tao đây mà. Mày đi tìm nó cho tao. Tìm bằng được. Tao phải xử đẹp con chó này. Thôi, anh bảo em nhảy vào lửa cái gì em làm chứ. Nhưng mà em không đánh tay ba con gái đâu. Thế bây giờ mày có làm không? Tôi em không làm được đâu. Này con Danh kia. Hôm qua tao đã bảo mày biến đi rồi cơ mà. Sao mày vẫn còn lảng vảng ở đây hả? Mày, cái con mà anh bảo đây à? Phải đấy. Em làm việc đi. Mày kia. Mày có biết là mày trong con tổ kế lửa rồi không? Nói, cái ví của anh Hùng mày để đâu? Nói! Bánh gì này? Này! Sao? Mày có nói không? Mày còn giả vờ điếc cho tao à? Được thôi, hôm nay nhá, tao cho mày lên gặp ông bà luôn! Đi ra đây! Này. Sao? Nói không? Trang, giải quyết xong chưa? Lâu thế. Con này nó lì lắm. Cầm lấy. Ngồi lên. Con chó này. Vì mày mà hôm qua tao không dám về nhà. Bây giờ mày như nào hả? Ví tao đâu? Mày vẫn lì đúng không? Mày làm cái gì đấy hả?
sao anh lại ở đây? À, cái tát này ấy, tao dành cho mày. Còn cái tát này á, là sự sỉ nhục mà mày đem về cho gia đình mình. Tao thật xấu hổ, nhục nhã thứ mẹ đấy mày biết không à? Anh ơi, ai đây ạ? Sao tự dưng lại đánh anh thế? Này, anh đừng có mà đánh người vô cớ nhá. Im đi. Mày nói đi. Anh nhìn con Danh này, mày đánh em á? Anh đánh em trai của mình á? Mày im mồm đi. Mày nhìn người ta xem, người ta tật nguyền như thế, có tội tình gì hả? Ô, anh ơi, không phải là anh Hùng sai đâu. Nó ăn cắp cái ví của anh Hùng. Bọn em đến đây chỉ để dạy cho nó một bài học thôi. Cô im mồm này... Ở đây không có đồ cô. Biến. Mày tìm ví đúng không? Cái ví của mày đây. Ôi. Mày làm rơi, người ta nhặt được, người ta giữ cho mày để mày quay lại lấy. Mày có biết là tao khó khăn như nào không? Để xin lại cái ví cho mày đấy. Em, tao hỏi mày, từ trước đến giờ mày có làm cái gì ra hồn không hả? Hay là mày chỉ ăn bám tao, ăn bám cái gia đình này? Mày nhìn xem, mày có phải là thằng đàn ông không hả? Hả? Thì lần này em sai, em xin lỗi, được chưa? Làm gì mà căng? Mày thái độ gì đấy hả? Tao yêu cầu mày quỳ xuống. Ôi, xin lỗi cô ấy nhanh đi. Cái gì? Quỳ! Anh ơi, làm sao mà đàn ông con trai quỳ xuống xin lỗi rồi đàn bà được? Không có việc cô ở đây. Biến! Em đi à, em đi. Cô có sao không? Quỳ xuống. Quỳ! Em không quỳ. Quỳ xuống! À. Xin lỗi người ta ngay. Xin lỗi! Việc đấy thì em phải xin lỗi! À. Chó này! Mày có biết vì mày mà công ty bị hủy hợp đồng không hả? À? Hả? Mày không xứng đáng là em tao, và không xứng đáng ở trong cái gia đình này! Và từ bây giờ, tao chính thức từ mặt mày. Em bình đúng không? Em nhìn đi, em nhìn cái thái độ đi, xem nó có hối lỗi chưa. Cái loại mày á, phải ra đời nhiều vào, và vấp nhiều nữa đi. Chứ mày cứ như này á, có ngày bán nhà đi mà trả nợ. Khi nào mày hối lỗi, mày biết điều ấy, thì hãng về cái nhà này. Em không cần. Mày được lắm. Cô này, tôi xin lỗi cô. Thay mặt em trai tôi xin lỗi cô. Cô đi về cùng tôi nhé. Từ bây giờ cô làm giúp việc cho nhà tôi đi, không phải đi đánh giày ở đâu. Mày cứ quỳ ở đây đi. Thành người hay không ấy là do sự lựa chọn của mày. Quỳ đi thôi.